như công ty vận chuyển trên tuyến đường Nga - Ukraine. Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống mạnh nhất của Đảng Cộng hòa. Mưa lớn nhấn chìm các thị trấn tại Úc. Người dân đặt hoa trước đại sứ quán Ukraine tại Moscow. Khám phá cách người Palestine chế tạo xà phòng ô liu nổi tiếng trứ danh xứ Naples. Xin chào 500 anh em đang theo dõi chương trình Thế Giới ở đây trên kênh của chúng tôi. Rất vui được gặp lại anh em trong chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, chương trình hôm nay sẽ bao gồm những tin tức, sự kiện mới nhất, nóng hổi nhất diễn ra trên toàn thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật được. Hãy cùng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay ngay thôi nào. Xin mời. Như công ty vận chuyển trên tuyến đường Nga - Ukraine, UPS và FedEx trong số các công ty hậu cần lớn nhất thế giới cho biết họ đang tạm dừng dịch vụ giao hàng tới Nga và Ukraine. Trong khi đó, công ty hậu cần DHL của Đức cho biết họ đã tạm ngừng các chuyến hàng đến và đi từ Ukraine và đang tránh không phận Ukraine trong các hoạt động toàn cầu của mình. Trong một tuyên bố trực tuyến vào hôm Chủ nhật 27 tháng 2, UPS và FedEx cho biết dịch vụ nhận và gửi đã bị đình chỉ tại Ukraine, cũng như việc giao hàng đến các địa điểm đến của Nga cũng đang trong tình trạng tương tự. Hiện cả hai hãng vận chuyển lớn nhất thế giới này đều không lên tiếng về việc họ có tiếp tục sử dụng không phận Nga như một phần hoạt động chung hay không. Với việc giao thông toàn cầu vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng do hậu quả của đại dịch Covid-19, một cuộc xung đột quân sự có thể tạo ra nhiều thách thức hơn nữa. Các phương thức vận tải có khả năng bị ảnh hưởng nhất là vận tải biển và vận tải đường sắt. Ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống mạnh nhất của Đảng Cộng hòa. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào Chủ nhật 27 tháng 2, khoảng 59% người tham gia hội nghị bảo thủ CBAC ở Florida muốn cựu tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống 2024 của Đảng. Con trai của cựu tổng thống Donald Trump Jr. cũng phát biểu về đề cập đến chính quyền của ông Joe Biden trong sự kiện này. Hãy nghĩ về những gì đang xảy ra, nhìn vào những gì đang xảy ra ngoài kia. Chính quyền này chưa có một thành công nào. Nếu bạn theo dõi hàng ngày, báo chí chỉ suýt xoa về họ. Trong khi đó, tại hội nghị hành động chính trị của đảng bảo thủ đã diễn ra ở Orlando, đối thủ của ông, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã giành được 28% phiếu bầu. Năm ngoái tại Orlando, ông Trump được cho là đã thu về 55% phiếu bầu, nhiều hơn gấp đôi so với DeSantis. Cũng vào tháng 7 năm ngoái, ông Trump đã nhận được 70% phiếu bầu tại cuộc họp mùa hè của CBAC ở Dallas. Cựu Tổng thống Donald Trump đang thu hút đám đông trong các cuộc meeting và đã huy động những khoản tiền khổng lồ. Ông vẫn chưa công khai ý định của mình, nhưng các chuyên gia cho rằng nếu ông tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông có thể giành chiến thắng một lần nữa. Tuy nhiên, ông Trump cũng đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra pháp lý, và điều này có thể làm khó cho ông một cuộc tranh cử tổng thống tiềm năng. Mưa lớn nhấn chìm các thị trấn tại Úc. Vào hôm 28 tháng 2 vừa qua, một trận mưa lớn đã phá hủy bờ biển phía đông nước Úc, nhấn chìm các thị trấn và cư dân mắc kẹt trên mái nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính phủ đã ra lệnh sơ tán với cảnh báo lũ lụt có thể đe dọa tính mạng của họ. Tuy nhiên, đã có 8 người tử vong do trận mưa lũ, trong đó có một người đàn ông bị cuốn trôi khi cố băng qua một con đường ngập lụt. Tại New South Wales, lệnh sơ tán cũng được ban hành tại một số thị trấn, bao gồm cả Lismore, cách Sydney khoảng 700 km về phía bắc. Và mùa hè, bờ biển phía đông của Úc bị chi phối bởi kiểu khí hậu La Nina, dẫn đến trường hợp mưa lớn thường xuyên. Người dân đặt hoa trước đại sứ quán Ukraine tại Moscow. Chủ nhật 27 tháng 2 vừa qua, bên ngoài đại sứ quán Ukraine ở Moscow, người dân đã tập trung và mang hoa đến đặt trước đại sứ quán trong bối cảnh giao tranh ở Ukraine đang bùng phát dữ dội. Một người dân Nga chia sẻ: "Tôi đến đây để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Ukraine. Tôi không hiểu làm thế nào để tác động đến chính quyền của chúng tôi để họ dừng lại cuộc chiến tranh. Tôi không biết chúng tôi phải dùng phương thức nào đây để bày tỏ ý chí và sự bất đồng của mình với những gì đang diễn ra." Một phụ nữ khác chia sẻ: "Tôi đến đặt hoa để chia buồn và ủng hộ những người dân bị bắt trong hành động quân sự trên lãnh thổ Ukraine, để bày tỏ tình đoàn kết của tôi trong thời gian khó khăn này. Tôi ở với Ukraine, giữ vững lập trường. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và lực lượng vũ trang của các bạn. Các bạn đang làm rất tốt, bảo vệ chính mình. Họ đang cứu thế giới khỏi thảm họa ngày hôm nay." Hơn 5.500 người đã bị giam giữ tại các cuộc biểu tình chống chiến tranh khác nhau ở Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Khám phá cách người Palestine chế tạo xà phòng ô liu nổi tiếng trứ danh xứ Naples. Xà phòng ô liu của quốc gia Palestine sở hữu một hương thơm ngào ngạt đặc trưng, khiến sản phẩm này nổi tiếng trứ danh. Hầu hết xà phòng ô liu của quốc gia này đều được sản xuất từ thành phố Naples, nằm ở bờ Tây quốc gia này.
Qualcomm là một nhà máy sản xuất xà phòng ô liu lâu đời ở Naples với tuổi thọ 150 năm. Tại các nhà máy xà phòng Qualcomm, hỗn hợp dầu ô liu, soda và nước sẽ được đun sôi trong một chiếc nồi lớn trong vòng 5 ngày. Đây là một công thức nguyên bản đã có từ hàng chục năm trước. Khi hỗn hợp đạt được độ đặc phù hợp, các công nhân sẽ đổ hỗn hợp lên các tấm nhựa đặt trên sàn ở một căn phòng lớn, phơi khô, sau đó cắt thành các thanh xà phòng và đánh dấu logo trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi không thêm bất cứ thứ gì vào hỗn hợp, chẳng hạn như tinh chất hoặc như cách họ thường làm trên thị trường, thêm gần với các sản phẩm khác. Chúng tôi chỉ sử dụng dầu ô liu, soda và nước theo công thức nguyên bản xà phòng của Naplessy. Một nửa sản lượng của nhà máy được xuất khẩu, như nhu cầu về xà phòng Naplessy đã giảm do sự cạnh tranh từ các loại xà phòng hiện đại với mùi thơm hấp dẫn. WeCat cho biết điều này đã khiến các nhà máy sản xuất xà phòng ở Naples giảm mạnh trong 50 năm qua, từ 35 nhà máy xuống chỉ còn vài nhà máy. Đó là những gì có trong chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Và nhớ đừng bỏ qua Thế Giới Nói Đây mỗi ngày để cập nhật những tin tức sự kiện đang diễn ra trên toàn cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo của Thế Giới Nói Đây.